NATO kêu gọi Ukraine đầu hàng Nga, người đứng đầu liên minh quân sự lên tiếng. NATO phủ nhận tin đồn và nhấn mạnh rằng liên minh quân sự này vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine và mọi quyết định đàm phán hòa bình sẽ tùy thuộc vào quốc gia Đông Âu này. NATO kêu gọi Ukraine đầu hàng Nga. Theo hãng tin AP, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine sắp kéo dài tròn 2 năm vào tháng 2 năm tới, một số tài khoản mạng xã hội đã loan tin rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, một trong những bên ủng hộ Ukraine tích cực và có nhiều quyền lực nhất, đang thúc giục nước này nhượng bộ trước Nga. Nhiều người dùng mạng xã hội TikTok đang chia sẻ một đoạn video khẳng định các quan chức Mỹ và châu Âu kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đàm phán hòa bình với Nga và chấm dứt xung đột. NATO kêu gọi Ukraine từ bỏ và kết thúc cuộc chơi là dòng chữ xuất hiện trên video cùng với các đoạn phim về chiến sự xen kẽ với sự xuất hiện trước công chúng của ông Zelensky và ảnh chụp màn hình các tin tức khác nhau về cuộc xung đột đang diễn ra. Mọi thứ chấm hết rồi, ý tôi là, thành thật mà nói, nó đã kết thúc trước khi nó bắt đầu. Người đàn ông trong video nói khi đoạn clip dài gần 8 phút bắt đầu. Bây giờ, ngay từ đầu, chúng ta phải tự hỏi, tất cả những điều này là để làm gì? Những tháng cuối cùng của sự ra đi và sự hủy diệt, tất cả những thứ đó xuất hiện trên trái đất, để làm gì thế? người này nói. Nhưng theo AP, NATO, liên minh quân sự có 31 quốc gia thành viên bao gồm Mỹ, Canada và phần lớn các nước Tây Âu không đưa ra tuyên bố như vậy. Đây là một tuyên bố không có thật. Lập trường của NATO về vấn đề này là rõ ràng và nhất quán. Liên minh này nhấn mạnh trong một email trả lời AP trong tuần qua. Hỗ trợ Ukraine là vì lợi ích của NATO. Tuyên bố của NATO chỉ ra những bình luận của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 14 tháng 11 tái khẳng định rằng liên minh này vẫn cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Theo bản ghi chép, các bài phát biểu của Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu EU, ông Stoltenberg nói trước một cuộc họp của hội đồng rằng phương Tây không thể để cho Nga giành chiến thắng. Ukraine phải chiếm ưu thế như một quốc gia độc lập có chủ quyền ở châu Âu và việc hỗ trợ Ukraine là vì lợi ích của chúng ta, ông nói. Ông Stoltenberg bổ sung, bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga cuối cùng đều phụ thuộc vào Ukraine. Ukraine phải quyết định đâu là điều kiện có thể chấp nhận được cho các cuộc đàm phán, và quan trọng hơn nữa là đâu là điều kiện có thể chấp nhận được cho bất kỳ thỏa thuận nào. Trách nhiệm của các đồng minh NATO là hỗ trợ Ukraine tự vệ, vì đây cũng là lợi ích của chúng ta để chứng tỏ rằng chúng ta đang đứng lên bảo vệ pháp quyền và luật pháp quốc tế, ông Stoltenberg nói. Theo AP, một đoạn video được chia sẻ rộng rãi trích dẫn một tin tức từ NBC News hồi đầu tháng này cho biết, các quan chức Mỹ và châu Âu đang liên lạc riêng với người đồng cấp Ukraine về những gì có thể để đạt được hòa bình với Nga, bao gồm cả những gì mà Ukraine có thể cần phải nhượng bộ trong một thỏa thuận như vậy. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrian Watson nói với NBC News, Chúng tôi tập trung vào việc tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Ukraine khi họ bảo vệ quyền tự do và độc lập của mình. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu EC hôm 15 tháng 11 đã công bố các đề xuất trong gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga, trong đó đặc biệt nhắm vào lĩnh vực buôn bán kim cương và dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga. Cuộc đấu pháo binh Nga-Ukraine và chìa khóa phá thế bế tắc chiến trường Cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ với việc cả hai bên khao khát giành lợi thế, đặc biệt trong khía cạnh pháo binh. Cuộc đấu pháo binh Nga-Ukraine trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với The Economist, tướng Zaluny, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, đã nói về những thách thức mà quân đội nước này phải đối mặt, dẫn đến tình thế bế tắc với Nga hiện nay. Ông nhấn mạnh nhiều vấn đề có liên quan đến pháo, đồng thời nhận định quân đội Nga hiện nắm giữ lợi thế chiến thuật trên chiến trường. Nga đã đạt được lợi thế này bằng cách triển khai các công nghệ mới cho phép họ tấn công chính xác các mục tiêu của Ukraine, trong khi hạn chế hiệu quả của các hệ thống pháo của Kiev Ông cho rằng Ukraine cần phát triển và triển khai các công nghệ tiên tiến của riêng mình để đạt được lợi thế trong xung đột. Pháo, loại vũ khí từng được Hoàng đế Napoleon gọi là vua chiến trường vẫn là thứ vũ khí đóng vai trò quan trọng với cả quân đội Nga và Ukraine trong cuộc chiến hiện nay. Trong khi đó, bộ binh và xe bọc thép bảo vệ các đơn vị pháo binh cũng như địa hình chiến trường để các hệ thống pháo có thể tấn công mục tiêu dễ dàng hơn. Phối hợp với pháo binh là các đơn vị phản pháo, xác định nguồn gốc của loại pháo đang bay tới, để các hệ thống pháo có thể nhắm mục tiêu và phá hủy pháo của đối phương. Bên cạnh đó, ngày nay, các hệ thống pháo hiện đại bao gồm cả đạn chính xác có thể điều chỉnh đường bay để tấn công mục tiêu và UAV cảm tử. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng kiến sự xuất hiện của các công nghệ mới và nhiều công nghệ trong số đó đã tác động trực tiếp đến các cuộc pháo kích. Tướng Zaluni cho rằng, một số tiến bộ công nghệ của Nga đã trở thành nguồn cơn gây nên các vấn đề cho lực lượng Ukraine. Đặc biệt, Nga đã thành công trong việc sử dụng UAV cảm tử Lancet. Loại UAV với độ chính xác cao này khó có thể phát hiện và hoạt động với đường bay khó đoán, cản trở các nỗ lực phản pháo của Ukraine. Ngoài ra, hệ thống tác chiến điện tử Post 21 của Nga đã gây nhiễu các tín hiệu GPS cần thiết cho đạn pháo Excalibur của Ukraine hoạt động. Ukraine đã bắt đầu điều chỉnh chiến thuật pháo binh để tích hợp các công nghệ có thể đối phó với các phương tiện mà Nga sử dụng, chẳng hạn như là Kiev đã sử dụng vũ khí cảm từ lưu động để tấn công Nga, trong đó có Switlet do Mỹ cung cấp, và OneMesh do Ba Lan sản xuất. Cả hai đều có khả năng tương đương với UAV Lancet của Nga. Bên cạnh đó, Ukraine cũng nhận được một số hệ thống tác chiến điện tử trong gói hỗ trợ nước ngoài, có thể bao gồm các thiết bị gây nhiễu nhằm làm gián đoạn hoạt động của UAV, cũng như vũ khí chính xác của Nga. Cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine đang chứng kiến một cuộc cách mạng công nghệ của cả hai bên, với việc Nga đang phát triển các biện pháp đối phó, chống lại các hệ thống tác chiến điện tử và vũ khí cảm tử lưu động mà Ukraine sử dụng. Để phá vỡ tình thế bế tắc hiện nay, theo tướng Zaluni, Ukraine cần phát triển và triển khai các công nghệ mới. Ukraine đang nỗ lực cải tiến các hệ thống pháo, rồi quan sát cho rằng Ukraine có tiềm năng lớn hơn về công nghệ thương mại so với Nga, nhưng Kiev lại chỉ đạt được những thành công hạn chế trong việc biến các hệ thống thương mại thành các phương tiện quân sự, điều có thể thấy được khi mà các phương tiện tác chiến điện tử của Nga bắn hạ số lượng lớn UAV thương mại của Ukraine. Dù vậy, Ukraine vẫn có cả nguồn vốn và khả năng để chuyển đổi các công nghệ thương mại thành quân sự, đặc biệt là các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong những năm gần đây, thế giới chứng kiến sự phát triển đáng kể của việc ứng dụng AI, công nghệ cách mạng hóa nhiều ngành công nghiệp do khả năng nâng cao hiệu quả và quá trình ra quyết định của nó. Chìa khóa phá thế bế tắc chiến trường Trong một cuộc đấu pháo binh, AI có tiềm năng trở thành công cụ hữu ích, giảm thời gian nhắm mục tiêu, trong khi khiến đạn pháo trở nên chính xác và linh hoạt hơn. Ngoài ra, việc sử dụng AI có thể tăng cường tính tự động của UAV, cho phép thực hiện các nhiệm vụ và thậm chí là cả khi mà tín hiệu kiểm soát bị gây nhiễu. Nó cũng có thể cho phép UAV và đạn chính xác ít phụ thuộc vào GPS. Một khía cạnh quan trọng của AI trong các hệ thống pháo tương lai là thị giác máy tính, điều khiến cho máy móc có thể diễn giải và hiểu thông tin thị giác thị giác máy tính liên quan đến việc dạy máy tính xử lý hình ảnh và video, giúp chúng có thể nhận diện các kiểu hình, vật thể và quyết định dựa trên dữ liệu hình ảnh. Tích hợp thị giác máy tính và pháo có thể mang đến cho các lực lượng Ukraine lợi thế đáng kể, đặc biệt là nhờ các chữ Z dễ phân biệt trên các phương tiện quân sự Nga. Bằng cách tích hợp thị giác máy tính vào chiến lược pháo binh, quân đội Ukraine có tiềm năng vượt qua nhiều thách thức mà tướng Zaluny đã vạch ra các uav được đơn giản hóa có khả năng bay mà không cần gps và có thể tự động phát hiện các thiết bị của nga rồi truyền hình ảnh cũng như là vị trí của họ về cho trạm kiểm soát các lực lượng của ukraine sau đó sẽ phóng vũ khí cảm từ lưu động phương tiện sẽ nhận dạng mục tiêu lao vào nó và kích nổ hướng tiếp cận bỏ qua sự phụ thuộc vào gps và giảm sự liên lạc giữa người điều khiển và uav có thể làm giảm tác động từ các thiết bị tác chiến điện tử của nga cuộc xung đột hiện nay chứng kiến một cuộc chạy đua vũ trang về công nghệ với việc cả hai bên đều khao khát giành lợi thế đặc biệt trong lĩnh vực pháo binh điều đó đã dẫn đến tình thế bế tắc hiện nay nga đang có lợi thế về công nghệ tiên tiến để giành lợi thế ukraine cần cải tiến các hệ thống pháo và chiến thuật có thể là thông qua việc sử dụng các công nghệ thương mại và thời điểm đó ukraine sẽ tiến gần hơn một bước để phá vỡ tình thế bế tắc